Rồi, đi thôi Chan. Hình như phía trước có rất là nhiều binh lính này phải. Rồi, mày cẩn thận nha. Sát thương bọn này rất là trâu luôn á. Đúng rồi. Hình như là bọn chúng không phải là con người đâu nên mày cứ giết đi Chan. Hình như là cái bọn này nó... Mày có nghĩ giống tao là bọn này đến từ một cái chiều không gian khác không? Đúng rồi. Thực chắc nó là đến từ một cái chiều không gian khác. Nhưng mà mình cần phải điều tra kỹ càng mới được. Ơi, cho em hình như là ở phía trước ngôi nhà đằng đó chắc chắn là bọn chúng đang canh gác cái gì đó thì phải. Đúng rồi, như là bọn hình như là xảo huyệt đúng không ta? Chắc là trung tâm đầu não của bọn chúng á, nếu mà mình vào được bên trong đó thì chắc chắn sẽ có rất nhiều manh mối. Nhưng mà hãy chừa đạn lại nha. Trời ơi, bắn đau quá mày ơi. Khi nào mà cái huy hiệu đó biến mất thì bọn lính nó mới được nghỉ dịch chuyển. Ok, chỉ còn có hai tên thôi. Nhanh lên, Chan. Ôi, ai da. Yểm trả tao, yểm trả tao, Chan. Ok, ok, bây giờ lại tụi con nào. Không biết là trong đây có cái gì ra. Từ thôi, từ từ thôi. Còn, cái huy hiệu vẫn còn kìa. Rồi, biến mất rồi, biến mất rồi. Ơ, nhưng mà tao sắp hết thức ăn rồi, mày còn thức ăn gì không, Chan? Đây, 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 con yên tâm đi. Đây, tao còn bánh này. Ồ. Cái bánh này là hôm vậy trước tốt quá rồi. Bố tao mua ở xử lý ấy, mà bây giờ tao mới dùng. Mày coi, như là trong đây có gì đó mày ơi. Từ từ, từ từ. Đâu, để tao xem nào. Nhìn kìa. Cái gì? What? Ơi, Chad. Hình như bọn chúng vẫn chưa có thể phát hiện ra mình. Mày có thấy ở bên trong đó hình như có một cái cánh cổng gì không? Đúng rồi, trong đó như kiểu là một cái cỗ máy thời gian hay sao ấy mày. Không, tôi nhìn giống một cái cánh cổng dịch chuyển của Doraemon hơn nhưng mà... Ôi, bị phát hiện rồi. Thôi được rồi, bây giờ chúng ta cần phải ăn lấy lại thể lực và súng đạn đã sẵn sàng chưa? Rồi, ok, chúng ta bắt đầu rồi, thôi. Sử dụng minigun nha. Được rồi. Đi rồi. Tiêu diệt hết bọn chúng nha. Bọn này có vẻ rất là đông. Rồi xong rồi, hết đạn minigun rồi, Chan ơi. Đây, không sao, anh vẫn còn tiếp. À, lấy đi. Ồ, ngon. Rồi, tiếp nào. Đừng có để bọn chúng phát ra bên ngoài đi. Rồi. Hãy giết nhiều nhất có thể. Như vậy là xong chưa? Ây da. Ồ, vẫn còn à. Cái này nó vẫn đang ở nấp ở trong cái... À, tôi đã thấy rồi. Được rồi. Chính ra chat, tao còn một quả mìn. Đó. Mình sẽ đặt bơm ở đây. Thời gian là 3 giây. Rồi, chạy thôi. Rồi, xử bọn chúng đi. Bọn chúng kéo ra rất là đông kìa. Xong rồi. Rồi, hình như là chỉ còn lại một tên cuối cùng. Ui. Ôi, bọn này nó nhập rồi mày ơi. Còn một thằng cuối. Và vẫn còn một thằng ở bên trong kẹt tường. Đó. Mấy thằng này nó nguy hiểm quá mày ơi. Bên trong mày ơi. Trong. Ồ, như vậy là như là bọn chúng đã bị tiêu diệt hết rồi. Và như là chúng rất là nhiều khẩu súng và đạn. Để coi chúng ta có những cái gì nào. Để xem coi nào. À, những cái thứ mà không cần thiết bỏ ra bên ngoài đi che nè. Đây. Nó sẽ làm mình bị nặng cái túi đồ. Đây, ta vứt cái quần đây. Quần này bọn này xấu quá mất rồi. Ôi, có một máy tay luôn này. Hay thật. Nhưng mà có một điều là những cái khẩu súng của tao đều đã bị hết đạn hết rồi. Ồ, của tao đây này, may của tao luôn đạn này. Để đạn đâu? À thôi, vẫn còn đủ. Mày cứ sử dụng đi. Khoan. Còn cái này thì sao? Từ từ đã, để coi nào. Để tao điều tra xem đây là cái thứ gì đây. Được rồi, mày thử tao nghĩ bây giờ tao sẽ khám phá xung quanh xem được rồi. Đây là cái gì. Được, bây giờ mày ra bên ngoài mày kiểm tra đi, tao sẽ điều tra bên trong. Ở trong đây có cái gì nữa thì sao đúng không? Hình như đây là một cái cỗ máy gì đó rất là hiện đại. Để xem có chỗ nút kích hoạt đó sử dụng như thế nào không. Quanh đây không có gì hết mày ơi. Như vậy là chúng ta chỉ có cái cỗ cánh cổng này thôi. Cánh cổng hả? Nhưng mà đúng rồi, ta đã nhớ rồi, hình như là ở lần trước ta ở nhà tù ta có nhặt được một cái thứ này khá là bí mật. Đây, hình như là của bọn lính. Nó đã canh giữ cái này nhưng mà
Tao nghe nói là cái này là cái thứ đi mà kích hoạt cái cánh cổng mình cũng như là kích hoạt cỗ máy thời gian để mà giúp ta đi xuyên không gian và thời gian đó. Trời ơi, như vậy đây chính là đúng rồi cái cánh cổng của Doraemon đã nói sao? Tao không chắc nữa nhưng mà chúng ta sẽ thử xem sao. Được rồi, mày đã sẵn sàng chưa Chan? Ok, chúng ta đi thôi. Ok, đi vào bên trong thôi. Ok, đi thôi. Hả? Sao có zombie kìa? Chạy nhanh lên. Zombie. Ôi, hình như lúc nãy mình nổ súng bọn zombie đó nghe thấy và kéo đến đây rất là đông rồi Chan. Sao nhanh lên mày ơi, nhanh lên thôi. Từ từ, phải xử với cái con gặn này trước chứ. Ôi, nó chui vô rất là đông rồi. Được rồi. Ôi. Rồi. Đừng ở đây bọn chúng vào. Rồi xong. Cố gắng cầm cự để tao kích hoạt cái viên đá này mới được. Lên. Ok, từ từ. Rồi sẵn sàng chưa Jack? Lên. Từ tao sẽ đẩy cái nắp lại. Rồi đi vào nhanh. Rồi. Kích hoạt đi. À. Ủa Chen. Ủa. Trời. Ủa mình đang đâu đấy? Hình như. Ủa lúc nãy là vào cái cổ máy gì đó rồi mà. Ủa đúng rồi ta. Làm sao quần áo mày đâu hết rồi? Có cặn ngạc gì nữa nè. Ờ quần áo của tao cũng đâu bị biến mất rồi. Hình như chỉ còn lại cái đồ kích hoạt và một cái khẩu súng lúc nãy thôi. Ủa mà cái con bị trang ở đâu vậy? Tao cũng không biết đang ở đâu nữa. Mày có nghe tiếng súng đạn không? Mày nghe tiếng súng đạn không? Có, hình như là đang. Trời, ôi, hình như đây là. Ôi, có quái vật, kìa. Ôi, may quá, hình như ở kia có người kìa, Chan ơi. Ai vậy ta? Đã bảo anh nếp nào. Ê, gặp ai vậy? Ôi, hình như giống tướng quân quá ha. Ông đang nói gì để con nói gì vậy? Cậu ta cũng có súng luôn như mình nữa chứ. Bảo anh như thế nào, sao anh không canh chừng khu này để cho bọn chúng lọt vào như thế nào? Ê, anh gì đó ơi. Ủa? Hai anh ở đâu đây? Hả? Hai anh đến từ tương lai phải không? Ừ, đúng rồi. Tôi đã được một nhà tiên tri báo là trong hôm nay sẽ có hai người sẽ tới nhưng mà tôi không biết là hai anh đến giờ nào thôi. Hả? Cái gì? Chắc lẽ... Ê, Chan ơi! Sao? Không lẽ tụi mình đã quay về quá khứ hả? Trời ơi, đây là quá khứ sao? Khoan, theo như... học lịch sử thì ta đã biết là hình như đây là đang ở thế chiến thứ hai. Ờ có phải không? Hình như đây là chiến tranh thế giới thứ hai phải không? Tứ quân. Đúng. Hiện tại là đây là thế giới chiến thứ hai nhưng mà hiện tại quân địch thì bên kia bên đây thì đang rất là nghiêm ngặt nên các anh hãy cẩn thận tại vì bọn chúng nó hằng đêm có thể lẻn vào. Thôi chết rồi. Cái này phải cẩn thận thôi Chan ơi. Nhưng mà làm sao để thoát khỏi cái chỗ này bây giờ? Nhưng mà đúng rồi. Hai anh muốn tháo thì phải đi theo tôi, đi qua đây nè. Nhưng mà khoan đã, như ở thế giới này vẫn có zombie nữa tướng quân. Đúng rồi, bên đội địch bên kia hiện tại đang chế những cỗ máy để tạo ra những con người mà zombie để bọn chúng có thể thuần phục để chiến đấu với bọn tôi. Ôi sao lưng kìa. Trời. Mình quá. Vậy là hình như là Nobita ơi, Nobita các bạn ơi. Như tao cảm giác kiểu là tất cả các chiều không gian đang đảo lộn với nhau hay sao á? Đúng rồi, hình như là vậy là một cái tổ chức gì đó nó đã liên kết với người ngoài hành tinh và xáo trộn quá khứ và tương lai không gian thời gian của mình rồi Chan ơi. Vậy vị trí của chúng ta ở bên kia xong. Thôi xong rồi, mình cần phải vượt qua. Nhưng mà làm cách nào để tôi quay trở về khi mà đến đường bên kia? Hiện tại thì mấy anh phải qua bên hướng bên kia nhưng mà hướng bên kia hiện tại bên đội địch. Thì các anh cứ đi qua bệnh tôi xem chợ và bây giờ mấy anh hãy đi theo tôi qua đây lấy đồ. Ok, thôi được rồi. Tôi đã chuẩn bị hai gương để cho hai anh. Wow. Vì tôi đã được báo hai anh đã tới. Wow, không biết ai tiên tri mà ghê thật. Ủa có cái giáp nữa nè, Chan. Wow. Bộ giáp mới luôn. Đúng rồi. Nhưng mà hai anh cho tôi hỏi làm sao mà hai anh có cây súng này vậy? Cây súng đó tôi chưa từng thấy trên thế chiến của chúng tôi trên trận chiến. Đúng rồi. Đây là những cái khẩu súng từ tương lai. Thôi nhưng mà chắc tôi sẽ để chuyện này qua một bên đi. Nhưng mà còn cái quả trứng này thì sao hả tướng quân? Cái này là quả trứng này gọi là người bảo vệ các anh đó. Các anh hãy cứ mỗi lần mà cấp thiết thì cứ đặt nó ra để nó bảo vệ mấy anh. Wow,
Ồ, thì ra là vậy. Thời xưa nhưng mà Trời ơi, vẫn có những cái bây thứ giờ này à. không biết luôn á. Ê, Nobita ơi, Hả? bây giờ chúng ta đi thôi chứ làm sao nữa. Khoan đã, nhưng mà mình đâu biết đường đâu đi. Đây, các anh hãy đi qua hướng ở đây nè. Chúng con chỉ cho Ồ, tôi tướng cái. quân, ở dưới đường hầm này mình có thể đi dưới đường hầm được không? Các anh thấy xuống đây nó sẽ an toàn hơn, mấy anh cứ Ồ. đi hướng vào đây nữa. Ồ, Chen ơi, hình như là ồ, dưới đây có cái gì nè. Ồ. Ồ, chắc là cái Hiện tại trong đây khu là kiểu là một căn hầm để chứa đồ vũ khí của chúng tôi À, thôi. Các ok, được anh rồi, tướng quân. hãy đi qua hai bên tôi nè. Các anh hãy qua hướng bên đây. Ồ, ở đây có rất là nhiều lính Chen. Có vẻ như đây là người ta đều được huấn luyện một cách rất nghiêm ngặt rồi đó. Đúng rồi, bởi mình tao thấy là nó đứng yên, toàn là người đứng yên không à, hình như là không không có động đậy gì hết. Thì bọn họ là huấn luyện chết trên chiến trường, có thể sẽ hy sinh, nên các anh khỏi cần phải lo khi họ chiến tranh. À thôi được rồi, Bây giờ chúng ta phải lên đường nhanh thôi chóng nhanh thôi. thôi nhanh thôi thôi Được rồi, đi thôi. thôi nhanh Đi thôi thôi.